Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Thỏ Ngọc. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu giữa cô giáo và học sinh. Có đôi lúc tuổi tác sẽ hạn chế rất nhiều việc, rất nhiều thiếu niên đều tò mò hình dạng của mình khi ở thế giới trưởng thành. Nhưng nếu người ở hai thế giới này gặp nhau với danh nghĩa hạt giống tình yêu thì liệu có thể nảy mầm không? Akitsuki Takao, 15 tuổi, vốn đã chán ghét bản thân sống trong thế giới trẻ con. Cậu ta không thích học hành, chỉ thích thiết kế giày, ước mơ là có thể được vào ngôi trường chuyên về thiết kế giày. Mỗi lần trời mưa, cậu ta đều sẽ một mình đến vườn ngôn từ. Cậu ta trốn học đều lựa chọn những buổi sáng trời mưa, nhưng lần trốn học này cậu ta gặp một cô gái. Ngoại hình của cô ấy rất quen, hơn nữa khi Akitsuki tới, cô còn nhường chỗ cho. Họ ở trong cái đình, ai làm việc của người nấy. Cô gái kia uống bia, ăn sô-cô-la và ngắm cảnh bên ngoài. Còn Akitsuki thì đang vẽ đôi giày mình muốn thiết kế, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mấy lần nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Cậu ta cảm thấy hình như hai người đã gặp ở đâu, không nhịn được nữa nên mở miệng hỏi. Đối phương bày tỏ không có ấn tượng gì. Sau khi thấy logo trường trên áo cậu ta, cô đột nhiên nói có khi đúng là đã từng gặp. Nói xong thì cũng đã đến lúc nên rời đi. Trước khi rời đi, cô để lại một câu nói: hẹn chờ sấm sét vang khắp bầu trời, mong chờ mưa tới có thể giữ người ở lại. Lần gặp này, Akitsuki nghĩ chắc hai người sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng trong lòng cậu lại nảy sinh sự hiếu kỳ với cô, làm cho cậu càng muốn khám phá thế giới người lớn hơn. Mà nguyên nhân cậu có ý muốn này chắc là bởi vì gia cảnh nhà cậu. Từ nhỏ bố mẹ đã ly dị, lúc sống cùng với mẹ đã nhìn thấy những cảnh tượng hỗn loạn. Từ nhỏ dường như là cậu tự chăm sóc chính mình, vậy nên cậu không thích đi học với những người cùng tuổi. Trời lại mưa rồi, Akitsuki giống như mọi khi đi đến vườn ngôn từ, lần này cũng giống lần trước, đều gặp cô gái đó. Lúc đầu hai người vẫn ai làm việc người nấy. Akitsuki vừa vô tình mà như cố ý nhìn vào gót chân của cô gái, rồi vẽ cái sự cấu tạo hoàn hảo đó lên bản vẽ của mình. Có lẽ là do đã gặp nhau một lần nên không lâu sau hai người đều thả lòng người. Cô gái hỏi Akitsuki không cần lên lớp học sao. Akitsuki cũng tò mò hỏi cô gái chẳng lẽ cô không cần đi làm sao. Bọn họ một người trốn học, một người trốn làm, duyên phận chính là không tự nhiên mà đến. Thời gian luôn trôi nhanh như vậy, lần này Akitsuki rời đi trước. Hai người giống như hẹn nhau sẵn vậy, đều nói, lần sau gặp có thể lại là ngày trời đổ mưa. Từ lúc đó, khu Kanto như bắt đầu bước vào mùa mưa vậy, mưa không ngừng nghỉ, hai người họ mỗi ngày đều sẽ gặp ở vườn ngôn từ. Họ không còn ai làm việc người nấy nữa, mà bắt đầu nói chuyện vui vẻ, nhưng phần lớn đều là cậu nói, cô lắng nghe. Những cuộc nói chuyện không có ý nghĩ như vậy khiến quan hệ hai người ngày càng tốt hơn. Tên của cô gái là Yukino, cô chưa bao giờ nói với Akitsuki về vấn đề liên quan đến mình. Mặc dù cậu đối với Yukino của thế giới người lớn tràn đầy sự tò mò, nhưng cậu lại không muốn phá hỏng mối quan hệ trước mắt của hai người. Cậu do dự, thật ra có người bằng lòng nghe cậu tâm sự cũng đã tốt lắm rồi. Hơn nữa hầu như không ai biết ước mơ của Akitsuki là gì, chỉ có Yukino biết bởi vì mỗi lần có chuyện gì cậu cũng đều nói với cô. Mới một tháng trôi qua là Yukino lại hiểu biết hơn về Akitsuki, cũng là thời gian cậu bắt đầu chìm đắm vào những ngày mưa hạnh phúc. Cậu bắt đầu hy vọng những ngày mưa, mỗi buổi tối đi ngủ đều mong rằng sáng mai khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy trời mưa. Nhưng theo thời gian trôi đi, cậu thực sự phát hiện mình chẳng biết gì về cô, công việc, cuộc sống từng ngày của cô như thế nào. Cậu sợ Yukino thực sự chỉ coi cậu là một thiếu niên 15 tuổi. Thật ra ngay cả cô cũng không biết rốt cục Akitsuki bên cạnh cô với cái thân phận gì. Cuộc sống từng ngày của cô đều vô cùng chán nản, hầu như đều không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Một mình đứng ở bến xe cũng có thể đứng rất lâu, giống như dòng người tất mập kia không có ảnh hưởng gì với cô vậy. Cô có tâm sự, nhưng phiền muộn của cô sau khi gặp Akitsuki đều sẽ tan thành mây khói. Lần này hai người đều mang cơm hộp theo, nhưng Akitsuki lại muốn ăn của cô. Cô ăn xong phát hiện đồ ăn của cô đều rất mặn. Một bữa ăn trưa lại trở thành một bữa tiệc vô cùng vui vẻ. Yukino đã dậm chân tại chỗ rất lâu rồi. Cô bắt đầu nói chuyện với một người đàn ông trong đêm. Cô lấy đôi chân của mình như đang khát vọng sự bảo vệ của đối phương. Một đoạn thời gian nữa cô sẽ từ chức. Còn người đàn ông trong điện thoại là bạn trai cũ của cô. Bây giờ đã có người yêu mới rồi. Yukino không phải đau buồn về cuộc tình này, mà là vì một cuộc tình vốn dĩ không nói yêu, nhưng lại bí bách đến nỗi trở thành câu chuyện tình yêu bị cách trở. Công việc của cô là giáo viên trường Akitsuki đang học. Có một người cậu học sinh vẫn luôn yêu thích cô, nên người yêu của bạn học này luôn ghi thủ trong lòng, xúi giục tất cả nữ sinh trong lớp bắt nạt cô. Còn đồn thổi những tin đồn không hay, dẫn đến phụ huynh tìm tới nhà trường. Cô có giải thích cũng không ai nghe, bên phía nhà trường cũng không có ý định đứng về phía cô. Mà những chuyện này Akitsuki đều không hay. Cậu lúc này chỉ muốn nói cho cô những lời trong lòng. Cậu dự tính sẽ làm một đôi giày, và đôi giày này cậu quyết định tặng cho Yukino. Lần gặp mặt ở vườn ngôn từ lần này lại mang không khí kỳ lạ. Akitsuki đang tìm linh cảm trên người Yukino, cậu phải tuân thủ lời hứa của mình. Nhưng mùa mưa rất nhanh đã đi qua, từ đó về sau vườn ngôn từ chỉ còn lại một mình Yukino. Mùa hè đến khiến cho lòng cô có cảm giác như đánh mất đi thứ gì đó.
vườn hôm nay lại cảm giác thật xa lạ, còn Akiyuki bây giờ bắt đầu cố gắng về ước mơ của mình. Cậu đi làm thêm, kiếm tiền nộp học phí trường chuyên. Trong lúc đó cũng không quên việc làm giày cho Yukino. Lần gặp tiếp theo của hai người vốn tưởng rằng lại vào ngày mưa, nhưng hôm đó họ cuối cùng cũng gặp nhau ở trường. Thân phận giáo viên của cô cũng bị cậu biết được, và cả những lời đồn đó nữa cậu cũng đã biết. Không biết cậu lấy đâu ra dũng khí tìm đến cô gái tung tin đồn kia. Sau khi nghe cô ta chửi mắng Yukino, tay không tự chủ mà tát cô ta một cái. Nhưng cái tát này đương nhiên là phải trả giá, đó là mang trên mặt đầy vết thương đến vườn ngôn từ gặp Yukino, mà hôm nay lại là trời nắng. Lần gặp này, Akiyuki đọc câu thơ ngày đó Yukino đã để lại. Hẹn chờ sấm sét nổ tung khắp trời, dù không có mưa, tôi vẫn ở nơi này. Nói xong trời liền đổ mưa, hai người họ giống như ngầm hiểu, cùng nhau chạy trong cơn mưa. Lần đầu tiên Akiyuki đến nhà của Yukino, hai người giống như là vợ chồng mới cưới vậy. Cô gái thì giặt đồ, chàng trai thì chuẩn bị cho bữa ăn. Đồ ăn mà Akiyuki chuẩn bị cho cô đều không thể nếm được vị giác như nào, bởi vì từ nhỏ cô đã mất vị giác, ngoài bia và sô-cô-la ra thì tất cả những thứ khác cô đều không có cảm giác gì. Khoảnh khắc tươi đẹp này cũng kết thúc khi Akiyuki lấy hết dũng khí để tỏ tình. Đối mặt với việc này, cô không biết phải làm sao, nhưng một lúc sau cô nhẹ nhàng nhắc nhở Akiyuki phải gọi mình là cô giáo. Rất nhanh cô sẽ phải từ chức. Yukino cảm ơn đoạn thời gian này có Akiyuki bên cạnh. Chỉ vậy thôi, có thực sự là chỉ như vậy. Vào lúc Akiyuki tự mình rời đi, trong căn phòng rộng lớn, cô như nghe thấy tiếng nhịp tim mình vậy. Cô có thích cậu không? Tuổi tác hai người chênh lệch quá nhiều. Nhưng tại sao khi ăn đồ ăn của cậu nấu, cô lại có cảm giác? Tại sao lại mong chờ thời khắc trời mưa để được gặp cậu? Tại sao bản thân lại cảm thấy bất an khi không có cậu? Cô hiểu được nỗi lòng mình, chưa kịp đeo dép đã chạy ra ngoài. Trong lúc chạy không cẩn thận còn ngã ra cầu thang. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này không đáng sợ bằng sự bất an của tâm hồn. Cô dùng sức chạy xuống dưới. Akiyuki lúc này không hề đi xa. Vừa nhìn thấy cô, cậu tự nhiên tức giận. Cậu trách Yukino tại sao chưa bao giờ nhắc đến chuyện của bản thân, chỉ biết nhốt chính bản thân mình như vậy. Không lẽ cả đời cô định tiếp tục như vậy hay sao? Lời quan trọng nhất luôn không thể thốt ra miệng, định tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra rồi tự mình chịu đựng ư? Giả dụ từ đầu cô đã biết thân phận của cậu, vậy thì nói cậu đi học đi, trẻ con ở đây trướng tai gai mắt làm gì? Thà rằng ban đầu nói rằng cô ghét cậu. Từng câu khiến người khác đau lòng được thoát ra từ miệng của Akiyuki. Nước mắt của Yukino không ngừng rơi xuống. Cuối cùng dưới ánh nắng đột nhiên xuất hiện, chạy lại ôm lấy Akiyuki, khóc to lên. Ngàn câu nói không bằng một cái ôm không có âm thanh. Bao nhiêu hiểu lầm được hóa giải, bao nhiêu lời giải thích từ đó mà được giải quyết. Đôi chân bị sự sợ hãi ngăn bước không thể đi ra ngoài, cuối cùng cũng có thể đối mặt với thực tại. Chính là vì người con trai đằng trước này cho cô sức mạnh đó. Khoảng cách của tuổi tác thì đã sao, tất cả đều không là vấn đề. Nhưng cuối cùng Yukino vẫn từ chức và rời đi, còn Akiyuki thì vẫn đang cố gắng vì lý tưởng của mình. Họ không vì đối phương mà dừng bước, mà là đang tìm lý do cho nhau để tiếp tục tiến về phía trước. Đợi đến một ngày có thể xác định được bản thân có thể đứng vững hơn, đi xa hơn, thì hãy cầm đôi giày đó và đi tìm cô ấy. Bộ phim có tên Vườn Ngôn Từ. Chúng ta luôn cho rằng thế giới đó không tồn tại, anime thì vẫn là anime. Đây là bộ phim thuần túy, hư cấu mà mang yếu tố ảo diệu, nhưng khi bạn thưởng thức xong, câu chuyện tình yêu này cũng giống như ngoài đời. Bởi tình yêu không chịu sự điều khiển trên lý luận đạo đức như này đã có rất nhiều. Luôn có những người không đi theo lẽ thường mà chiến thắng. Tuổi tác hay giới tính đều không phải vấn đề, đừng phủ nhận tình yêu của người khác. Tình yêu thật sự có thể vượt qua được tất cả sự trở ngại. Có đôi lúc tình yêu mà hai trái tim cô đơn tạo thành sẽ không vì vấn đề giới tính và tuổi tác mà từ bỏ được. Tôi là Thỏ Ngọc review anime siêu hay. Nếu bạn thích hãy nhấn like và follow nhé. Bye bye!